xin chào, mình là Vinh. Dạ con xin gửi lời chào cả nhà nha. Dạ, dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay Ngôn xin mời cả nhà mình cùng theo chân Ngôn đến gặp gỡ một vị cư sĩ. Dạ, thì vị cư sĩ này đã ẩn tu hết hơn 20 năm mà cả nhà ơi. Dạ rồi, tuy nhiên ở vị cư sĩ này có một điều rất là đặc biệt là vị cư sĩ này cất giữ những món cổ vật rất là quý giá và nó rất là về mặt tâm linh nó rất là huyền bí. Dạ rồi, thì ở những câu chuyện ngày xưa mà Ngôn hay được kể cả nhà, sau khi mà sét đánh ở đâu thì ngay chỗ cái vùng đó thì mình tìm thì mình sẽ thấy được một cái lưỡi rìu hoặc là một cái lưỡi búa, giống như là một viên đá hình cái lưỡi rìu lưỡi búa gì đó cả nhà. Vậy rồi thì cái vật này rất là quý giá, có thể về mặt tâm linh thì nó rất là hay và ý nghĩa. Vậy rồi thì để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu gặp gỡ vị cư sĩ này nhé. Xin chào, mình là Vinh. Dạ em xin gửi lời chào anh Út ạ. Xin chào đệ. Dạ, dạ thưa anh Út, ngày hôm nay cũng nhờ có đủ duyên cho nên em được một bà con giới thiệu cho em á, là ở chỗ của anh Út á thì có cất giữ rất là nhiều báu vật hồi xưa. Ngày hôm nay em hy vọng rằng sẽ được anh Út cho phép em coi và tìm hiểu về những món báu vật ạ. Dạ thì anh sẽ cho em coi những cái báu vật gia truyền để lại của ông bà tổ tiên cha mẹ để lại tới ngày hôm nay ạ. Dạ. Dạ. Dạ thưa anh Út, anh Út có thể cho em coi được từng món không ạ? Đầu tiên là đây là cái búa của thường ta gọi là búa trời đó quý vị, nhưng mà búa trời là tất nhiên là búa này là sai thiên lôi đi quýnh quỷ quýnh ma hay là gì đó không biết, nhưng mà cái này là có cơ duyên ngày xưa ông bà là đi đào đất á, là đào hào á, nuôi cá đó rồi gặp mới lụm lên. Dạ. Mới lụm lên không biết gì mà rồi mà rửa cho sạch sẽ rồi mới biết cái này là cái búa quý vị, cái này là búa của thiên lôi hay là búa trời gì đó quý vị. Cho em mượn nè, cầm đi. Dạ đây, dạ đây, hình như nó là bằng đá anh Út. Cái này là nó bằng đá nhưng mà đá này là đá nó loại như đá bùn của ở trên thiên vậy đó. Yeah. Búa này là búa thiên, cũng như là búa thiên là búa trời đó, sai thiên lôi quýnh quỷ quýnh ma gì không biết, nhưng mà cái này là cái búa này là lưu truyền tới ba đời rồi. Dạ vậy là mình là được ông để lại là xưa lắm rồi ha Út ha. Ông để lại là hồi trước đó là một ông mà truyền lại cho ông già. Dạ. Ông già của ông già vợ tôi nghe, truyền lại cho ông già vợ đó, mấy ông mắc là 81 tuổi rồi, khi ông mắc ông mấy 9-10 người con mà ông không truyền cho ai trơn á, mà ông thấy tôi là ông truyền giao cho tôi giữ cái báu vật này tới ngày hôm nay luôn, sẵn có cơ duyên ngày hôm nay đây để cho tất cả quý vị được chiêm ngưỡng cái búa của thiên lôi hay là búa trời đó quý vị, cứ chiêm ngưỡng nghe không. Dạ. Mà cái này là nó có cái công hiệu ngày xưa mấy ông già chỉ lại là như lưu truyền chỉ lại á, là nó có công hiệu là nó được kỵ tà nghe quý vị. Dạ. Nó được kỵ tà, cái này là những người mà bị con nít mà bị khóc đêm á, là mài cho uống miếng là về không có khóc đêm nữa. Dạ. một cái nữa là cái là những người mà bị ông dạ đây đó quý vị coi kỹ đi, cái này là cái báo vật của dạ. Của trời đó. Dạ anh Út ơi, thưa anh Út á, anh Út cho em được hỏi á, về câu chuyện của cái lưỡi búa này nè, ngày xưa ông kể lại là như thế nào mà ông phát hiện được cái lưỡi búa này anh Út? Ngày xưa thì khi một cái ông kia ông đào đất. Dạ. Ông đào đất tất nhiên là để đào hào á, để mà nuôi cá. Dạ. Rồi tự ông gặp được là ông mới lấy lên, mà ông đó không biết xài. Dạ. Cũng như không biết sử dụng cái búa, tại vì cái duyên của ai thì mới về nấy. Dạ. Cái của vật thiên đình là đâu phải mỗi người mỗi xài được. Dạ. Thì coi như ông không xài được, ông mới đem đi tặng ông già vợ tôi. Wow. Ông đi tặng già vợ tôi, ông già vợ tôi hồi xưa cũng làm thầy hút thuốc, rồi thấy. Dạ. Vậy ông này mới tặng cho ông này, thì ông già vợ ông mới sử dụng thời gian,
sử dụng thời gian rồi bắt đầu mấy ông già vợ mới chết, cái thấy tôi ông không biết thấy tôi sao ông truyền lại cho tôi là cái búa đó đó. Dạ dạ quý quá. Dạ thưa anh Út, ngoài cái búa hồi nãy ra thì em còn thấy được một cái lưỡi búa này nữa, hy vọng rằng anh Út sẽ kể cho em. Cái búa này hả? Cái dạ. Chuyện này chuyện tâm linh thôi, cũng kể luôn cái chuyện tâm linh. Dạ. Vừa hồi trong Tết á thì cho muốn đi núi, trong lòng muốn đi núi. Dạ. Nhưng mà chưa có dịp đi mà chần chờ cho đến ngày 30 vừa rồi nè, 30 này nè. Dạ. Vừa rồi nè, 30 này 30 tháng 2 phải không? Dạ. Thì vừa rồi nè, rồi bắt đầu đi một mình ên là kể con ngựa sắt đi mình ên lên núi. Dạ. Đi mình ên lên núi rồi cúng cái núi là núi kia bằng núi nước đó. Dạ, núi nước. Đi núi nước một trước. Rồi đi qua núi núi ông Tượng sau. Dạ. Trong một ngày mà đi ba cái núi. Dạ. Ừ. Rồi trước khi mà đi cái núi cuối cùng là đi chỗ qua bên núi ông Cấm á. Dạ. Rồi cái ngồi buồn ngay chỗ đình vua Gia Long. Dạ. Ngồi buồn thơ thẳng rồi tự nhiên theo đi vòng vòng cái gặp được cái búa này nữa. Dạ. Cái này nó cũng cái cơ duyên của duyên mình hay đó, có cái duyên của mình nữa nè, nhờm thấy rõ không, giống cái này. Dạ. Cho quý vị biết cái này là cái ghiều. Dạ đúng rồi, giống lắm đúng rồi. Cái này là cái tên là cái ghiều nghe quý vị, cái ghiều nè, cái ghiều cũng như quý vị giống cái búa của Thạch Xanh mà đi chém củi bà Trần hồi xưa vậy đó. Dạ, nhưng mà ở ngay cái lưỡi búa em thấy giống như có cái dấu xẹt xuống nè lúc ở bên này nè lúc đâu giống như là có cái dấu mới vừa quánh vậy đó. Thấy không anh, thấy không? Cái đúng đây nè. Dạ đúng rồi, thấy rõ nè. Dạ giống như là mới vừa quánh người nè đệ ơi. Dạ nè, có cái nổi cái hình người lên nè. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Nó hình người đó. Dạ. Thấy không? Dạ. Thấy tâm linh không? Dạ. Em thấy rõ ràng. Ừ. Thì quý vị nào á, tôi không phải làm thầy làm bà vậy nghe quý vị, tôi kể có cơ duyên được tụ hợp báo vật của thiên đình lại đây để chiêm ngưỡng gì thôi, chứ tôi không phải làm thầy làm bà gì, tôi không phải lên đây quảng cáo nghe quý vị. Dạ. Dạ thưa Nút, em được thấy ở trong cái mâm những món bảo vật của Nút á, thì em được thấy có thêm ngoài hai cái lưỡi búa ra, thì em thấy được một cái này nó cũng giống giống như là cái lưỡi búa, nhưng mà không biết là cái này lúc có thể giải thích cho em. Giống lưỡi búa nhưng mà tôi cho quý vị biết cái này không phải lưỡi búa, là cái này là cho biết là cái tên của nó là cái chàm xét. Cây chàm xét hả? Cái lưỡi chàm xét á. Dạ. Cái lưỡi chàm xét của Thiên Lôi. Dạ. Lưỡi chàm xét Thiên Lôi này cũng quýnh tà, quýnh ma, quýnh quỷ gì nè. Yeah. Chứ không, nó không có giống cái búa. Thiên Lôi không phải xài cái búa không, tùy theo cái nặng cái nhẹ nghe quý vị. Yeah. Quýnh tà ma cũng tùy theo cái nặng cái nhẹ để mà cân đối, như người phàm mình tùy theo làm việc nặng việc nhẹ. Cái người tội nặng thì quýnh cái nặng, còn cái người tội nhẹ quýnh cái nhẹ, cũng như quýnh quỷ thì quýnh cái khác. Yeah. Quýnh ma thì quýnh cái khác, mà quýnh con tinh là quýnh cái khác. Yeah. Nó vậy, nó khác cái bờ vũ khí. Yeah. Nè, thấy này cái chùm xét này cho quý vị coi luôn. Đó. Dạ. Tôi không biết có cơ duyên gì mà tôi sở hữu tới ba báo vật của thiên đình không biết nữa. Dạ. Không phải một phe nghe quý vị. Dạ. Thấy kỹ không? Dạ thì dạ thưa Nút, ngày xưa em cũng nghe ông bà hay kể á, giống như là Thiên Lôi mà có quánh là bỏ búa không à. Hãy mà quánh là bỏ búa thì là bỏ búa theo cái dấu xét đó là mình đào lên là thấy cái lưỡi thì búa. Đó, cái này là mình có cơ duyên mới được. Dạ, mới khó lắm mới tìm khó được. Tìm được. Nó lúng ở dưới mấy thước ở dưới, nhiều ai nào mà đào được, nhiều khi thấy vậy chứ đào không có được dính nữa. Dạ. Không có duyên cho cũng không có dính được nữa. Dạ. Ông trời không cho cũng không được cái này. Dạ. Đó, như vậy đó, thì chia sẻ cho tất cả anh em đó, điều hồi đó giờ chưa thấy thì nhìn thấy cho biết vậy thôi, chiêm ngưỡng thấy cho biết vậy thôi ha. Dạ thưa Nút, em còn được nghe những ông bà xưa có kể á, là những món bảo vật mà giống như là lưỡi búa này nè. Ừ. Thì có thể giúp cho em bé khóc đêm á, sẽ hết khóc đêm á, đúng không anh Út? Đúng vậy, hôm nay nếu mà để hỏi ở đây chia sẻ thêm một nữa. Dạ. Thì lưỡi búa với mấy chàm xét này á, là mài cho con nít mà khóc đêm khó nuôi á. Dạ. Mài cho uống là về nó dễ dãi ngủ khì liền, không có, dạ, không có khóc đêm nữa. Dạ. Với một cái nó có linh nghiệm, có một cái là những người mà mắt đường dưới. Dạ. Bị bệnh mắt đường dưới, còn mà mắt đường trên là tôi cái này không bảo đảm. Dạ. Dạ mắt đường dưới là mình cũng uống cái này hết luôn hay uống hả? Hết luôn, mắt đường dưới mài uống hết luôn. Dạ. 100% có người ta có làm rồi. Dạ.
đó. Thì tất cả quý vị nào nếu mà gặp chuyện khó khăn trên thế giới dương gian này, thầy bà nhiều khi mắc nhớ chị không hết, thì coi được cái video này tôi chia sẻ, tôi không phải là người làm thầy chỉ bệnh. Lại tới đây tôi làm phước không à, tôi mài tôi cho về uống luôn, không có lấy tiền. Tại vì cái này làm phước của thiên đình, mình giữ được ba báu vật này là mình làm phước. Đủ duyên dữ lắm. Làm phước không à, chứ không có này. Đây nè, ba món luôn nè, nó trong tay nè đó, thấy nha. Nè, một mình một mà cầm giữ ba báu vật thiên đình. Đó. Thì tất cả tôi chia sẻ với anh em, mình là sống nhau mình chia sẻ, nhiều khi anh em gặp khó, gặp khó khăn á, bệnh cũng như mắc này kia, các cả chia sẻ về những cái món đồ của thiên đình. Tôi sở hữu được ba món báu vật của thiên liên ban tặng cho tôi, thì tôi biết lòng mở, nhận tấm lòng nhân ái là để chia sẻ cho tất cả những người nào mà bị bệnh. Một là con nít là không ngủ được, khóc đêm, lại đây tôi sẽ mài cho uống về là ngủ ngon và hết khóc đêm. Còn được cái là linh nghiệm nhiệm màu, là cái mắt đường dứ đồ á, thì mài cho uống cũng hết luôn. Thì hôm nay nếu các quý vị nào có coi được cái video này, thì trong cộng đồng có thấy thì những các thầy bà gỡ không được, thì lại đây tôi sẽ mài cho uống không luôn, không có lấy tiền. Tất nhiên là chừng nào uống hết ba cái này thôi. Dạ thưa Núc, ngoài ra Núc thì em thấy ở trên cái mâm báu vật của mình đó Núc, thì có được một cái cây này, em không biết là cây gì, hy vọng rằng Núc chia sẻ cho em không ạ. Cây này nói rõ là cây này là kêu bằng cây dương biển, ở ngoài đáy đại dương, cây dương biển này. Dạ, nhưng mà từ đâu Núc có được hả? Là cây này là tất nhiên người bạn mua ở ngoài hòn máy đem về đây tặng. Ngoài hòn Phú Quốc á, đem về đây tặng. Nhưng mà nó có sở hữu là cây này, chia sẻ bài thuốc luôn nha quý vị. Cây này là cây dương biển, là mài dưới nước, mài dưới nước rồi là để lóng trong lại uống, là tất nhiên cái này là trị bệnh chỉ nha quý vị. Cái này là sở hữu trị bệnh chỉ, nước trong lại là uống, còn cái cặn đó là mình đi cầu đó, mình sức vào hậu môn. Là trong vài lần là nó sẽ tiêu bệnh chỉ nha quý vị. Đó, như vậy đó, chia sẻ cho quý vị để tìm hiểu là nếu có ai có duyên thì kiếm được cái cây này là trị bệnh chỉ nha quý vị. Dạ thưa Núc, cái lượng cái số lượng mà mình trà ra đó Núc, là nó nhiều không anh Núc, nó khoảng bao nhiêu? Thì mình mài ra cảm thấy nước nó đục như nước cơm vo vậy đó. Dạ, nhưng mà bao nhiêu nước anh, giống như là thì một mình ly để vô cái dĩa gì đó, chừng cỡ khoảng chừng cái ly lên chừng nhiêu gì nè. Thì mình làm. Rồi cái này là cái làm sau chuỗi được luôn nè. Cái này bằng trứng của tôi là sau chuỗi này cũng cây dương biển. Dạ, nhưng mà cái cây dương biển đó nó bự hơn ha Núc ha. Cây này bự nè, mà đeo vô mấy người bệnh chỉ nó cũng được là chị rút độc được luôn nè nha. Độc cơ thể nó rút ra nè. Nó như là nhiều người đó, mỗi một người nó như thường thường ta đồn cây này chị lên máu và bệnh chỉ, nhưng mà trong cơ thể mình mà nó trị được một chứng bệnh, thí dụ mình hết lên máu thì không có hết bệnh chỉ. Mà hết bệnh chỉ thì không hết lên máu. Dạ thưa Núc, có nghĩa là mình chỉ cần đeo thôi. Đeo thôi là nó hút được, nó hút được cái chất độc trong người ra cơ thể của mình. Rồi mình ngồi niệm Phật gì luôn, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, có lợi luôn. Dạ quý quá. Dạ thưa Núc, ngoài ra Núc em còn thấy được một cái ấn có hình con rồng này nè Núc. Ấn này mình sử dụng để làm gì và thưa Núc có thể chia sẻ cho em không ạ? Cái ấn này là thường thường là bây giờ ở ngoài chợ thì trôi nổi bán nhóc nha quý vị, không phải đồ cổ. Cái này là nói thiệt nha, không phải đồ cổ, nhưng mà tôi thấy thích thì tôi mua về để coi dòm chơi, chiêm ngưỡng chơi và làm phong thủy chơi. Chứ không có cái gì mà ấy, nhưng mà cái này là nó được lấy giấy mình là ký vô luôn, là tất nhiên là cái này là bình an, bỏ vô túi đặng đi cho nó bình an đi đường thôi. Cái này gọi là ấn bình an, nhưng mà cái này thường thường người ta gọi là cửu long ấn. Nè, cửu long ấn nè, đó có chữ là cửu long ấn. Dạ thưa Núc, có nghĩa là khi mà mình in lên một cái tờ giấy như vậy rồi mình tặng cho một người bạn của mình, thì người bạn của mình cầm cái miếng giấy đó có cái ấn đó,
thì đi đường nó sẽ được bình an ha, đúng đi ha? Đường bình an, dạ, giống như là một cái lá bùa không ạ, như hộ mệnh vậy đó, cứ như kêu ắn bình an chứ dạ. Không có gì, dạ. Nó bình an có như hộ mạng cái đi trên chuyến đường nó bình an vậy thôi. Dạ, nhưng mà dạ. Em thấy nó bằng đồng nó nặng lắm, thì đúng cái loại này là loại bằng đồng, tôi thấy yêu thích thì tôi mua về làm phong thủy chứ dạ. Không có gì. Dạ thưa Núc, ngoài ra thì em còn thấy được một cái này. À, nó rất là đẹp và hy vọng rằng anh Út có thể cho em biết được đó là món gì không ạ? Cái này thì hiện giờ cũng trôi nổi ra ngoài đường phố nhóc nha quý vị, không phải đồ cổ, ra đừng có nói tôi có đồ cổ. Dạ. Cái này gọi là là cái bình hồ lô bát tiên. Hồ lô bát tiên. À, hồ lô bát tiên là tám vị tiên. Dạ. Là tám vị tiên là vô trong cái bình này. Dạ. Nhưng mà ngày xưa thì người ta nói cái bình bát tiên này là nhốt mấy thầy pháp hồi xưa. Dạ, nhốt nhốt mấy con ma đồ vô đây đây nè. Dạ. Nó làm phép nhốt vô đây, người ta úp cái này làm cái bùa để đây, cái người ta đóng lại gì cái ma nằm này luôn. Dạ. Đó, cái này mà tôi thấy đẹp quá tôi cũng mua về chưng chơi làm phong thủy chứ không có gì. Dạ. Bát tiên nghe quý vị nè. Dạ, rất là đẹp luôn. Nó đẹp đó. Ừ. Dạ. À, bát tiên nè. Dạ. Nhưng mà trong này là có cái ông Lữ Đồng Tăng này là ông cố tổ của tôi nè. Lữ Đồng Tăng hay lắm. Ừ. Dạ. Tôi thấy chị mấy tôi mới thích tôi mới mua về tôi trưng. Dạ. Thì ông Lữ Đồng Tăng á, bộ phim Lữ Đồng Tăng, ông Lữ Đồng Tăng là ông cố tổ tôi đó. Dạ. Đó. Biết ông Lữ Đồng Tăng à, những người tâm đạo là biết ông Lữ Đồng Tăng à. Dạ. Nó vậy đó. Dạ thưa Núc, ngoài ra Núc thì em còn thấy được ở đây có một cái lưỡi này cũng giống như là một cái lưỡi rìu, hy vọng rằng anh Út có thể chia sẻ cho em biết không ạ? Cái này thì cái này nó màu khác, màu hơi hồng hồng sậm sậm nha quý vị. Dạ. Cái này cũng là giống như cái rìu của Thiên Lôi vậy đó, nhưng mà cái rìu này là đánh những cái người mà không người nè, đánh người, cái rìu này là cái rìu đánh người. Dạ. Là những mấy cái người mà nghịch với cha mẹ đó, là tất nhiên là chữ cha mắng mẹ là coi như là coi trời bằng dung đó. Là cái này là đánh ngừ này nha quý vị. Dạ. Cái này cũng như là đá, đá này là đá nó khác mấy cái búa kia. Dạ. Cái này là cái rìu để đánh ngừ. Nè, thấy rõ không? Nè. Dạ. Nó cái sắc nè, nó có cái sắc màu cũng như là dính máu vô đây này vậy đó. Nè, nó dạ. Hồng giống máu nè. Dạ. Đó, thì cái này là mà ông trời, ông sai Thiên Lôi quýnh mấy người mà không nghe lời cha mẹ, rồi chữ cha mắng mẹ là lồi súc sanh nha quý vị. Nè, quýnh đó. Dạ, dạ thưa Núc. À, anh Út có thể chia sẻ cho em cơ duyên ở đâu mà anh Út có được cái lưỡi điều này không ạ? Cái này thì cơ duyên thì cũng nói chung với một cái đợt mà đi với cái điều này, đi chuyến núi là vừa rồi là nhận được ba món. Dạ. Ừ. Dạ. Chuyến rơi núi vừa rồi nhận được ba món quý vị nè, thấy không? Nhận dạ. Được ba món rồi chia sẻ thêm một món nữa. Ở đây thì con bà con sâm biển cái gì đây nè, tôi cũng không biết cái gì. Dạ. Mà nó quá quá thạch quá dôi rồi nghe quý vị. Dạ. Nè con sam biển nè, nó bông bông đẹp không nè, thấy văng văng đẹp nè đó. Dạ, nhưng mà nó là ở trên núi hay là ở dưới biển khi mà mình lượm được nhặt được á? Cái này nhặt được là ở trên núi luôn. Ở trên núi luôn. Ở trên núi luôn. Wow. Là nhận được ba món một lượt, một là rồi là xuống núi về luôn. Dạ. Quý quá, giống như là anh Út là người đủ duyên. Ừ. À, cho nên mình được cho phép để mà đi nhặt những món này. Đó, vậy đó, cái duyên đâu không biết, nhưng mà khiến mình đi vậy thôi. Dạ. Nhiều khi có người, một đời người mà muốn cũng không được. Dạ. Đó, vậy đó, thấy không? Dạ, đúng rồi. Đó. Dạ. Dạ. Dạ, thưa anh Út, ngoài ra em thấy được cái mâm này nè anh Út, là nó rất là cổ luôn rồi. Em nhìn thấy nó giống như món đồ cổ gì, hy vọng anh Út có thể chia sẻ cho em cái mâm để mà đựng những món bảo vật này nè. Là có từ bao lâu rồi không anh Út? Cái mâm này là chia sẻ luôn, cái mâm này là mâm đồng. Của cái người mà em. Dạ. Em là kêu bằng em ghế. Mà cái đời cái mâm này là đời ông cố nội của nó là làm thầy pháp. Dạ. Ừ, cũng trưng dụng cái mâm này là mâm cổ quý vị. Mâm này là mâm bốn chân. Mâm bốn chân. Ừ, có dạ. Chân bốn chân dưới đàng hoàng. Dạ. Rồi người ta không biết trưng dụng, người ta muốn bán vào chai. Dạ. Tính kêu bán dao chai tôi thấy cổ quá rồi tôi thích tôi ra tiền tôi mua. Dạ. Thành ra nên mới có cái mâm này, là tính cái mâm này là trên 100 năm rồi đó quý vị, cái mâm cổ này nè, trên 100 năm rồi đó. Dạ.
Ngoài ra thì có những cái đồng xu rất là quý. Cái đồng xu này là kêu bằng đồng xu có lỗ mà có chữ Anh Nam, mà tôi không biết chữ Anh Nam cái gì, tôi người chữ Việt Nam mà tôi đọc tôi không gành, chứ tôi chọc chữ Anh Nam là tôi không biết à. Dạ. Thì cho quý vị chiêm ngưỡng rồi mấy đồng tiền này chơi vậy thôi. Dạ. Cái này là củ bà của cô chính tôi. Dạ, của cô chính ha Nút ha. Ừ, của cô chính là tất nhiên là chồng của cô chính. Dạ. Là tất nhiên là hồi xưa là chào 45, 47 hồi trước á. Dạ. Là ổng là cũng là võ sư. Dạ. Ổng là người võ sư dạy học trò võ. Thì dạ. Học trò nó mới làm cái này tặng nè, cái này ổng vốn với quý vị hút hút thuốc. Dạ. Để đứa thuốc vô đây hút. Ừ, nè. Là tính ra là bây giờ cái này cũng cả trăm năm rồi nè. Dạ. Đồ này cũng cả trăm năm rồi nè, nó ngộ vậy đó, cái đồ ống vố hút. Dạ. Thuốc nè, thấy không, hút mà. Dạ, quý quá đó. Dạ, thấy không, rõ không. Dạ. Thì hôm nay đây tiếp tục video, và kính thưa quý vị, một video này tôi sẽ chia sẻ một bài thuốc để trị bệnh dời. Dạ. Bệnh dời ăn giáp mình đó quý vị, dời mà kêu bằng dời dắt khăn đó, gọi là dời ca leo đó. Dạ, về cái leo. Về leo đó. Về leo. Thường thường nó gọi là về leo, nó tự nãy giáp bên kia đó. Dạ. Là dạ thưa Nút, có nghĩa là anh Nút có thể trị được căn bệnh này à? Trị được. Dạ. Này là thuốc gia truyền của ngoại tôi. Dạ. Đời gia truyền, mấy dám khẳng định là 100% hết. Dạ. Dạ thưa Nút, anh Nút có thể chia sẻ cho bà con cái cách để mà mình có thể trị không ạ? Thì hôm nay đây nếu mà đưa lên đây thì chia sẻ rồi, miễn phí rồi. Dạ. Dạ chân thành cảm ơn anh Nút nhiều lắm ạ. Dạ. Thì cây này gọi là cái cây cây dừng, mà thường thường bây giờ nó gọi là cây lộc dừng. À, cây lộc dừng. Dạ, em biết cây lộc dừng. Ừ, là cây này là mình hồi xưa thì tôi kêu cây dừng. Dạ. Còn mà sao là ta đổi là cây lộc dừng. Dạ, nhưng mà nó có hai loại nha Nút nha. Ừ. Có một loại là lá to, một loại là lá nhỏ. Thì bất cứ miễn cây lộc dừng là trị được. Dạ. Ừ, miễn có cây lộc dừng là trị được, nhưng mà xài là không có xài lá già. Dạ. Quý vị phải nghe là cái lá non. Dạ. Cái lá non của nó. Rồi là bắt đầu là chia sẻ nè. Dạ. Rồi bắt đầu hái vô, rửa cho sạch. Rồi dạ. Là lấy một cục phèn chua mình á, phèn chua lóng nước á. Dạ. Rồi mấy lấy một cục cỡ chừng ít ít thôi, rồi bắt đầu mới đâm lại. Dạ. Mới đâm chung vô. Tâm chung vô rồi cái đầu là lại đắp vô cái dít trời leo đó. Dạ. Là bảo đảm 3 lần là hết bệnh, nếu mà cứng đầu là 3 lần. Dạ. Còn mà không cứng đầu là 2 lần là đã hết luôn. Dạ. Dạ thưa Nút, anh Nút có thể cho em được biết á, là giống như là cái lúc mà mình điều trị như vậy á, là có cần buổi sáng hay là buổi chiều hay là buổi trưa gì không ạ? Không cần, này đắp. Dạ. Thuốc là không có cần. Người. Dạ. Ta khoáng á, thì người ta cần buổi sáng. Dạ. Còn cái này thuốc nam mình đắp là thuốc nam lưu truyền, là tất nhiên là giờ tối giờ nào bất cứ. Dạ. Hễ gặp là làm. Dạ rồi. Nó như vậy đó. Dạ. Cái bài này nó hay lắm nha quý vị. Dám. Dạ. Khẳng định là hết 100%. Dạ. Quý vị nào có thì cứ kiếm cái cây này rồi. Dạ. Làm y như cách tôi chỉ đi là bảo đảm sẽ hết. Dạ. Đó. Dạ. Dạ thưa Nút, chân thành cảm ơn anh Nút đã chia sẻ cái bài thuốc cho bà con. Dạ, thì qua cái lời chia sẻ của anh Nút á, thì em biết được anh Nút có thể giúp được cho bà con là trị cho những đứa bé khó nuôi hay khóc đêm. Thì cái đó anh Nút cũng trị được. Ngoài ra những vị mà bị mắc cái bệnh về giống như là tâm linh, về mặt y học thì không có phát hiện ra được là bệnh gì, thì anh Nút cũng có thể là giúp được. Dạ, dạ tuy nhiên làm cách nào để có thể gặp gỡ và nhờ anh Nút giúp đỡ à? Thì nếu các quý vị thì muốn gặp tôi thì tôi sẽ chia sẻ khó khăn. Thì alo điện thoại, qua bằng điện thoại như kết bạn Zalo hay là điện thẳng. Dạ. Thì tôi sẽ chỉ đường đến nhà tôi. Dạ, dạ thưa Nút, như vậy Nút có thể cho em xin cái số điện để sau này nếu mà bà con mà có gặp nhiều trục trặc khó khăn trong cuộc sống, nhờ Nút giúp đỡ thì sẽ gọi vào số điện nào ạ? Thì gọi thẳng vào cái số là như tôi đọc nè nha, ghi lại nha. Dạ. 090 090 44 44 576 576 97 97. Rồi là ok gặp tôi. Dạ rồi, là gặp anh Út. À. Sẽ được anh Út giúp đỡ. À. Rồi Ngôn chân thành cảm ơn tấm lòng rất là tốt của anh Út đã sẵn sàng giúp đỡ cho quý bà con
khi mà gặp phải những cái khó khăn trong cuộc sống. Dạ Ngôn chân thành cảm ơn ạ. Dạ dạ thưa Nút, ở trên cái mâm bảo vật này, ngoài những món này ra thì em còn thấy được một cái món này rất rất là lạ và nó nhìn rất rất là đẹp, không biết là nó là cái gì thưa Nút? Cái này là cái cục đá, Dạ đá này là tất nhiên là cũng cái cơ duyên là đi về cái tâm linh đó nghe quý vị, dạ là tự là về cũng này là ở đền vua Gia Long, dạ ở đền vua hay Nút? ở tại đền vua Gia Long. Hôm nay chia sẻ luôn, Dạ khi nhận được cái cục này là nói là trong đêm đó là nguyện giái, dạ xin xin mật lệnh, dạ rồi bắt đầu nghe được cái tiếng còi thổi, là tiếng còi ngày xưa. dạ Tiếng còi ngày xưa là tiếng còi mà kèn bằng kèn tù già sừng Trần Châu á, châu đó. dạ tù già Trần Châu á, dạ thổi tuôn tuôn 3 tiếng dạ rồi giác chẳng dạng thì không có biết đường đi kiếm lụm, sáng lại mới mới kiếm mới gặp cái này dạ rồi mới giữ luôn tới ngày hôm nay mà không biết nó sử dụng cái gì nghe quý vị, dạ thì để cắt giữ đây thôi đó. dạ nhưng mà hình như em thấy được ở trên này nó có một cái chữ nào phớ qua nút. Thì cái chữ này theo như tôi đoán chắc cái chữ thiên quá. Dạ chữ thiên ha. Ừ. Dạ em thấy nó giống giống như cái Nó dễ hình. vẽ qua vẽ lại giống Dạ cái đúng rồi. chữ thiên Dạ. đó. Dạ rất là quý. Dạ. Ừ. Dạ rồi. Đó. Thưa Nút, thì trong ngày hôm nay em rất là vinh hạnh được anh Nút chia sẻ về những món bảo vật hồi xưa và cùng với đó là những cái cách trị bệnh mà có thể giúp đỡ cho bà con một cách hoàn toàn miễn phí và đỡ tốn tiền. Em rất là chân thành cảm ơn anh Nút. Và em xin chúc cho anh Út có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an trong cuộc sống nha. Vậy đa tạ tất cả đa tạ để Dạ rồi bây thì giờ hôm nay em. nhắn một thêm một lời nữa, thì quý vị gặp nào khó khăn gì trong bệnh bệnh đó thì coi như về tâm linh đó thì lại đây tôi sẽ chia sẻ cho cái sự mà những cái món hồi nãy là mài cho uống đó, chứ Dạ. tôi là không có làm thầy nghe quý vị. Dạ, chân thành cảm ơn anh Út nhiều lắm mà. Em xin gửi lời chào anh Út ạ. Dạ. Nam mô đại từ đại bi đại nguyện đại hạnh A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi đại nguyện đại hạnh Phật Vương Di Lặc Tôn Phật. Nam mô đại từ đại bi đại nguyện đại hạnh Kim Sơn Phật. Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh nhân loại thức tỉnh tu hành, hướng về Tây Phương Cực Lạc, tiếp dẫn Tây Phương được học đạo hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi cả nhà ơi, vừa rồi là những chia sẻ về những món gọi là báu vật, mình có thể nói là báu vật luôn á cả nhà, về mặt tâm linh của một vị cư sĩ là anh Út đã chia sẻ cho cả nhà mình. Dạ rồi, thì cùng với đó là cái cách thức trị bệnh về leo cũng đã được anh đưa lên cho cả nhà mình biết để có thể phòng ngừa và né tránh ạ. Dạ rồi, còn bây giờ Ngôn xin phép được kết thúc video và hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nha. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp ạ. À.